Dạ, em chào anh chị ạ. Chúc mừng chú, 99% rồi nha. Rồi đi chú. Dạ. Ngày mai á thì mới có quyết định chính thức, nhưng cũng chắc chắn rồi. Chúc mừng tân phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả cũng là nhờ công tư vấn của anh chị đấy ạ. Bây giờ tạm thời chú lên thành phố là gác gôn cho anh. Khi nào anh ngồi vào ghế chủ tịch, lúc đó mới yên tâm. Vị trí của chú bây giờ chỉ là tạm thời là đòn bẩy để phát triển sau này. Dạ. Chị vừa nhắn tin cho cô Thanh, mới biết cô ta đi công tác. Dạ, nhà em đi công tác miền Trung ạ. Trong giai đoạn hiện nay rất là nhạy cảm, cho nên mọi việc cần phải kín đáo. Ngày mai chú vô gặp Lương để xúc tiến mọi việc. Dạ. Mà cô Thanh đi chừng nào về vậy em? Em nghĩ là khoảng cuối tuần ạ. Trời, cô đó thiệt tình luôn á. Đi không có đúng lúc gì hết á. Chị là chị tính tổ chức một cái buổi tiệc, trong đó là có gia đình mấy chú ở trên. Sẵn cái mình nói là cô chú có tin vui, mình nhắc hoài người ta mới nhớ. Phải không mình? Mình nói cũng phải. Thôi cứ chờ cô Thanh về hả tính. Trong giai đoạn hiện nay rất là nhạy cảm, cho nên mọi việc cần phải kín đáo.